Võ thần chúa tể trương 5348 vạn linh sâu đục, vì phòng ngừa những người khác động thủ, vạn minh tà tôn cơ hồ là trước tiên liền khẩn cấp động thủ, kia mênh mông bàn tay to như là một mảnh màn trời trực tiếp bao phủ lấy tần trần, hung hăng bắt nhếp xuống. Bùm, khí tức vô tận giống như cuồng phong sóng lớn trong nháy mắt thổi quét hư không quanh thân tần trần. Ha ha ha, hiểu tử, xem ra người rất ngoan sao, cư nhiên cũng không né tránh, cũng đúng, dưới công kích của bổn tọa, ngươi cho dù né tránh kết cục cũng chỉ giống nhau, còn không bằng ngoan ngoãn bó tay chịu trói, như vậy cũng tránh được nỗi khổ ra thịt. Nhìn thấy dưới sự công kích của mình, tần trần như là choáng váng không nhúc nhích, vạn minh tả tôn nhất thời không khỏi cười ha ha. Ở đây cấm khu chi chủ số lượng quá nhiều, chỉ luận tu vi, thực lực của hắn chỉ có thể bài trung du, cho nên hắn mới có thể như thế nhảy lên nhảy xuống. Ở di khí chi điện này sinh tồn, vạn minh tà tôn rất rõ ràng muốn đạt được đầy đủ chỗ tốt nhất định phải có chỗ trả giá hiện nay tuy rằng hắn không biết tần trần trên người có cái gì nhưng người này nếu là từ cái kia không gian thông đạo bên trong đi ra như vậy lúc trước cỗ không gian ba động kia tuyệt đối cùng người trước mắt thoát khỏi không được liên quan bắt được hắn chẳng khác nào chiếm được tiên cơ cho nên hắn mới lo lắng như thế hiện tại nhìn thấy tần trần cư nhiên tại chính mình công kích hạ không nhúc nhích hắn khóe miệng lập tức liền lộ ra nụ cười, biết lúc này đây chính mình là ồn. Giờ phút này bàn tay to của hắn khoảng cách tần trần chỉ có chốc lát khoảng cách, chỉ cần một cái hô hấp gian liền có thể đem tần trần trực tiếp bắt nhiếp mà lên. Trở thành chính mình tù binh, chỉ là hắn không biết chính là, tại khóe miệng của hắn phát họa ra nụ cười thời điểm, đối diện, tần trần thân hình không chút nhúc nhích, nhìn cái kia trực tiếp chụp hướng về mình trật tự bàn tay lớn, đồng dạng lộ ra cười lạnh một cái tam trọng trung kỳ siêu thoát cấp gia hỏa, lại ngay cả lĩnh vực cũng không thi triển ra, chỉ bằng vào này nho nhỏ minh khí bàn tay liền muốn đem chính mình nhiếp cầm lên. Đây quả thực chính là một chuyện cười, tần trần lúc này đột nhiên có một loại cảm giác rất cổ quái, cái này nếu là ở trước kia, hắn nhất định là nghĩ hết mọi biện pháp ngăn cản, thậm chí đào tẩu, nhưng bây giờ hắn lại như là đang xem đùa khỉ, loại cảm giác này thật giống như một kiếm khách nhìn một cái ba tuổi hài đồng cầm côn gỗ muốn chém chết chính mình một dạng cực kỳ quái dị đồng thời trong lòng tần trần cũng dâng lên một phen cảm khái ở minh giới không có thực lực sẽ không có tôn nghiêm lúc này vạn minh tả tôn bàn tay đã đi tới tần trần đỉnh đầu tần trần thậm chí có thể cảm nhận được đạo kia khủng bố tả khí lực lượng thẩm thấu đến trên da thịt của mình mà vào lúc này tần trần cười lạnh mới rốt cục phóng thích ra khí thế trên người mình bùm một cỗ khí tức kinh khủng đến hư không đều rung động từ trên người tần trần điên cuồng phóng lên cao vẻn vẹn là trong phút chốc liền bao phủ hư không bốn phía đem bàn tay lớn vạn minh tà tôn thi triển ra trong nháy mắt bao phủ ở trong đó hắc hắc lúc này nghĩ đến muốn phản kháng đã muộn vạn minh tà tôn nhe răng cười một tiếng tuy rằng giật mình với tần trần trên người khí tức bất phàm nhưng lúc này trước mắt tiểu tử này lại nghĩ đến muốn phản kháng, đây chẳng phải là chê cười. Nghĩ tới đây vạn minh tà tôn không chút do dự thôi động minh khí bàn tay to của mình, liền muốn đem tần trần cả người cho bóp chặt, sau đó hung hăng sách lên. Thế nhưng sau một khắc trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện minh khí đại thủ mình thi triển ra căn bản không có cách nào di động mảy may. Tựa như động lại ở trong hư không, bị chặt chẽ giam cầm ở nơi đó đừng nói là nắm lên tiểu tử trước mắt kia thậm chí ngay cả nhúc nhích một chút cũng không làm được trong lòng hắn trong nháy mắt kinh hãi thầm nghĩ không tốt cho dù là hắn không có thi triển ra lĩnh vực nhưng hắn chính là tam trọng siêu thoát cấp cường giả thi triển ra minh khí ẩn chứa vĩnh hằng trật tự có thể điêu khắc hư không vĩnh hằng bất diệt công kích như vậy khá có thể dễ dàng giam cầm là lĩnh vực hơn nữa còn là đỉnh cấp không gian hình lĩnh vực trước mắt này thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi ra hỏa, dĩ nhiên cũng là một tôn tam trọng vĩnh hằng trật tự cảnh siêu thoát cường ra. Trong phút chốc, vạn minh tà tôn trong lòng liền hiện ra một ý niệm như vậy, tại ý niệm này toát ra trong nháy mắt. Vạn minh tà tôn trong thân thể một cỗ tà khí khủng bố cơ hồ là bản năng phóng lên trời, hắn cường đại vạn minh lĩnh vực giống như sóng thần niên cuồng thổi quét ra, muốn oanh khai tần trần thi triển ra khí tức khủng bố chỉ là lĩnh vực của hắn mới vừa phóng thích ra vạn minh tà tôn liền nghe được một trận âm thanh rắc rắc nhỏ hơn nữa cái này rắc rắc tiếng vang lên chỗ cũng không phải tại hắn thi triển ra minh khí đại thủ vị trí mà dĩ nhiên là tại thân thể của hắn chung quanh vạn minh tà tôn trong ánh mắt nhất thời lại lần nữa toát ra thần sắc hoảng sợ hắn cũng là lâu đời tam trọng siêu thoát cao thủ cả đời trải qua bao nhiêu chiến đấu chỉ là nghe được thanh âm này đã để cho hắn trong nháy mắt hiểu được đây là hai đạo lĩnh vực va chạm vỡ nát thanh âm, đối phương không gian lĩnh vực không biết lúc nào Dĩ Nhiên đã bao trùm lấy thân thể của hắn chỗ hư không. Đáng sợ chính là hắn Dĩ Nhiên một chút cũng không có phát hiện. Hơn nữa đây còn không phải là đáng sợ nhất, càng làm cho Vạn Minh Tà Tôn cảm thấy hoảng sợ chính là cái kia vỡ tan thanh âm là hắn Vạn Minh lĩnh vực phóng xuất ra, đối phương không gian lĩnh vực khủng bố đến hắn Vạn Minh lĩnh vực phóng xuất ra sau giống như là trứng gà đụng phải tảng đá. Trực tiếp liền vỡ vụn ra. Hóa thành vô số minh khí quy tắc tiêu tán ở trong hư không, yếu ớt giống như là bọt xà phòng trong không khí. Trong hư không, tần trần từng bước một đi về phía vạn minh tà tôn, ca ca ca. Vạn minh tà tôn nhất thời cảm thấy hư không bốn phía giống như là từng tòa núi lớn hung hăng áp bách ở trên người của hắn. Hắn thì triển ra vạn minh lĩnh vực đúng là ở từng tấc vỡ tan. Mà nương theo người trẻ tuổi trước mắt kia đến gần. Lĩnh vực mạnh yếu thường thường đại biểu tại tam trọng siêu thoát cảnh giới bên trong nông sâu. Mà vạn minh lĩnh vực của hắn ở dưới lĩnh vực của đối phương dĩ nhiên không hề có lực phản kháng, đây chẳng phải là đại biểu cho người trẻ tuổi trước mắt kia đúng là một gã tam trọng hậu kỳ siêu thoát hay sao? Không đúng, coi như là tam trọng hậu kỳ siêu thoát cũng tuyệt không có như thế khủng bố lĩnh vực. Càng không có khả năng như thế dễ dàng liền đập nát hắn trật tự lĩnh vực, nói như vậy trước mắt tên kia chẳng lẽ đã đi tới Tam Trọng Siêu Thoát đỉnh phong? Nếu không làm sao giải thích đối phương có lĩnh vực khủng bố như thế? Giờ này khắc này Vạn Minh Tả Tôn trong lòng nơi nào còn có nửa phần may mắn, đối mặt như thế cảnh tượng hắn căn bản không dám có chút nào sơ ý. Lúc này sự tình liên quan đến sinh tử thời điểm, hắn không hề nghĩ, cả người mãnh liệt phóng lên trời, coi như là toàn thân xương cốt ca ca rung động, bị áp bách không ngừng vỡ vụt, hắn cũng không để ý tới chút nào vạn linh minh trùng, đi. Vạn minh tà tôn rít gào một tiếng, quanh một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt thiêu đốt lên minh khí đen kịt, từng đạo sợi tơ hắc sắc giống như rậm rạp tóc dài hắc sắc từ trong thân thể của hắn đột nhiên bạo bắn ra ngoài. Hóa thành vô số sợi tơ hắc sắc quấn quanh bao vây tần trần, đồng thời hung hăng cắn về phía hư không bốn phía. Mà thân hình của hắn càng là tại thi triển ra một chiêu này trong nháy mắt bạo lui, muốn trốn thoát tần trần lĩnh vực trói buộc hắn triển lãm vạn linh minh trùng chính là minh giới bên trong cực kỳ khủng bố minh trùng chuyên môn lấy thôn vệ lĩnh vực mà sống đây là hắn cường đại nhất át chủ bài cùng công kích thủ đoạn trước hắn chính là dùng một chiêu này công kích dễ dàng liền xé rách ra xâm minh quỷ vương xâm minh lĩnh vực bức bách đến xâm minh quỷ vương không ngừng lui về phía sau bị thương theo hắn xem ra một khi hắn thì triển ra vạn linh minh trùng chỉ cần xé rách ra đối phương không gian lĩnh vực chốc lát mặc kệ cuối cùng có thể hay không thương đến đối phương, hắn cũng có thể có đầy đủ thời gian đào thoát. Chỉ cần thoát khỏi mảnh hư không này, phía sau có phù long quỷ tổ và nhiều cấm khu chi chủ như vậy, chẳng lẽ còn sợ người trẻ tuổi trước mắt này hay sao? Trong nháy mắt hắn thì triển ra vạn linh minh trùng, những vạn linh minh trùng hóa thành sợi tơ hắc sắc kia chính là mở ra từng cái miệng nhỏ trên thân thể, trong con người như kim châm tản mát ra ánh sáng quán hận tà ác đối với hư không bốn phía chính là hung hăng cắn xuống. Răng rắc, chợt nghe thấy âm thanh rậm rạp răng rắc vang lên, thật giống như có vô số tằm nhỏ mới nở đang cắn nuốt lá dâu, lại giống như vô số cát sỏi gió thổi sa mạc lăn lộn vang lên. Mặc cho vạn linh minh trùng đầy trời kia không ngừng há cái miệng nhỏ nhắn cắn xé hư không lĩnh vực bốn phía, lại giống như mũi bị nhốt trong bình thủy tinh, căn bản không cách nào gặm rách thủy tinh vây khốn chung nó cái kia vạn minh tà tôn thi triển ra vô số sợi tơ hắc sắc vừa đi ra, giống như là bị nhốt ở một phương độc đáo trong hư không bình thường, hung hăng đụng vào một đạo vô hình không khí bình chướng trên, bất luận cái gì chúng nó như thế nào cắn xé, pha chạm, đều không cách nào đi tới trên mảy may. Cái gì, thấy một màn như vậy vạn minh tà tôn trong nháy mắt kinh sợ lên tiếng. Căn bản không thể tin được hai mắt của mình, chính mình cường đại nhất vạn linh minh trùng, vậy mà cắn không ra đối phương lĩnh vực mảy may, đây quả thực chính là chuyện không thể nào. Di, đối diện, tần trần cảm nhận được những thứ này vạn linh minh trùng khí tức về sau, ngược lại là phát ra một đạo nhẹ di thanh âm, lộ ra một tia tò mò. Minh giới này không ngờ có minh trùng có thể thôn phệ lĩnh vực. Nếu là đổi lại cảm ngộ không gian chi tâm trước tần trần lĩnh vực. Có lẽ thật đúng là có bị hắn thôn phệ lĩnh vực khả năng, nhưng bây giờ tần trần lĩnh vực đã kiên cố đến vượt xa bình thường vĩnh hằng trật tự cảnh tầng thứ chỉ là minh trùng cũng muốn xé rách ra vậy quả thực chính là buồn cười trong lòng ý niệm hiện lên tần trần trong tay động tác nhưng là không ngừng cái kia vạn minh tả tôn vừa lên liền đối với chính mình động thủ hiện tại xoay người muốn chạy nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy hừ các hạ muốn đến thì đến muốn đi thì đi thật đúng là tự do a à. tần trần cười lạnh ra tiếng đưa tay một chảo thần bí kiếm gì cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Nói xong, không đợi vạn minh tà tôn có bất kỳ phản ứng nào, tần trần thần bí kiếm gì đã mang theo một đạo vô tận sát ý hắc quang bổ ra ngoài. Quanh một tiếng, tần trần trước mắt hư không trực tiếp bị xé rách mở ra một đạo lỗ thủng, những cái kia ngăn trở tại tần trần trước mặt vạn linh minh trùng tại tần trần một kiếm này hạ, không hề phản kháng đã bị bổ thành hai nửa, mà thần bí kiếm dỉ sở hóa thành hắc sắc sát ý kiếm quang càng là đối với đang muốn lui về phía sau vạn minh tà tôn trong nháy mắt bổ chém mà đến vạn minh tà tôn trong lòng kinh sợ vạn phần hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một kiếm liền có thể bổ ra hắn vạn linh minh chung tồn tại giờ khắc này trong đầu hắn không có bất kỳ ý niệm nào giờ tay chính là vô số màn sáng hắc sắc vẩy ra ngoài màn sáng hắc sắc dày đặc dĩ nhiên là vô số sâu bọ hắc sắc tạo thành màn trời lập tức che đậy bốn phương thiên địa. Những con sâu hắc sắc rậm rạp này dưới sự thúc giục của vạn minh tà tôn, lập tức hóa thành một đoàn màn trời, trực tiếp thổi quét về phía thần bí kiếm gì. Vạn minh tà tôn hiển nhiên là muốn lợi dụng những con sâu này của hắn để đánh tan công kích của tân trần, đồng thời thoát khỏi nơi này. Chỉ là những này hắc sắc màn trời vừa mới bay ra một nửa khoảng cách, vạn minh tà tôn cũng cảm giác được không đúng hắn thôi động vô số minh trùng tốc độ chẳng những không có tăng nhanh, ngược lại nhanh chóng giảm mạnh lên, thật giống như vô số minh trùng không phải ở trong không khí phi hành, mà là ở trong vũng bùn thong thả đi tới. Không đợi vạn minh tà tôn hiểu được nguyên nhân này, hắn liền cảm nhận được chính mình quanh thân hư không cũng trở nên trúc chắc, thân thể của chính hắn cũng giống như lâm vào một cái vũng bùn. Tại không gian này rốt cuộc khó có thể lui về phía sau. Vạn minh tà tôn tu vi bực nào, hắn trong nháy mắt liền hiểu được chính mình lại bị tần trần lĩnh vực cho bao phủ nhưng hắn chưa từng có nhìn thấy qua một cái tam trọng siêu thoát lĩnh vực lại sẽ đáng sợ như thế lấy tu vi của hắn dĩ nhiên liền nhúc nhích không cách nào nhúc nhích hắn vội vàng sắc mặt đại biến ngẩng đầu sợ hãi kêu lên dừng tay các hạ có lời từ từ không đợi vạn minh tà tôn đem nói xong tần trần thần bí kiếm gì cùng hắn thì triển ra vô số minh trùng thiên mạc đã va chạm cùng một chỗ Quanh một tiếng nổ vang, tần trần thi triển ra hắc sắc kiếm quang phía trên dĩ nhiên bộc phát ra vô số hắc sắc lôi quang, những này hắc sắc lôi quang lan tràn ra ngoài, lập tức vô số minh trùng phát ra một tiếng xào sạc âm thanh nhao nhao từ trong hư không ngã xuống. Sau đó hóa thành cho bay, cùng lúc đó tần trần thi triển ra kiếm khí hắc sắc xẹt qua không gian giữa hắn cùng vạn minh tà tôn, đi tới đỉnh đầu vạn minh tà tôn. Mà lúc này vạn minh tà tôn ở tần trần lĩnh vực. Còn không có hoàn toàn thoát thân, nhìn thần bí kiếm gì kiếm quang lại đây, nhất thời trong mắt liền lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Phốp, Vạn Minh Tà Tôn Mi Tâm phía trên, ngay sau đó một đạo hồn quang từ trong linh hồn hải của Vạn Minh Tà Tôn nháy mắt phóng lên cao. "Các hạ, có chuyện gì từ từ nói, chư vị, cứu ta." Vạn Minh Tà Tôn thần sắc hoảng sợ, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình ở trong tay đối phương thậm chí ngay cả một trận chiến cũng không thể ngăn cản trong miệng hoảng sợ gào thét ra tiếng, đồng thời thần hồn điên cuồng bạo lui. Nhưng mà còn không đợi hắn kịp rời đi, hắn đạo thần hồn này cũng đã bị tần trần bàn tay to trong nháy mắt nắm lấy. Bằng hữu vạn minh tà tôn hoảng sợ mở miệng, còn chưa nói xong, tần trần cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng sức, chính là đem vạn minh tà tôn đạo thần hồn này trực tiếp nặn thành bột mịt. Bùm, trong phút chốc, một đạo khủng bố tam trọng siêu thoát bản nguyên ở trong hư không sụp đổ ra hình thành khủng bố sóng xung kích, ở trong thiên địa này điên cuồng chấn động. Toàn bộ quá trình nói tiếp dài đằng đẵng trên thực tế chỉ là trong chớp mắt, Tân Trần cũng đã giết chết đối với hắn động thủ vạn minh tà tôn, liền thần hồn đều tan thành mây khói, không có giữ lại mảy may. Im lặng, trên sân trong nháy mắt một mảnh tĩnh mịch, một màn như vậy, làm cho tất cả cấm khu chi trụ ở đây sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi không ít người càng là kinh hãi một câu cũng nói không nên lời, chỉ là kinh hãi nhìn trước mắt cái kia sừng sững ở trong hư không người trẻ tuổi, trong lòng hiện ra vô tận hoảng sợ. Lúc này trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm đang quanh quần. Người trước mắt này, đến tột cùng là ai, các bạn đang nghe chuyện tại Tán Tu, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.